Đây một cái bảng các bác nhé. Rồi, cứ lấy ví dụ vậy đi. Chúng ta xuất file export ra, chọn đuôi đấy ghép. Các bác lưu ý chỗ này tỷ lệ này nhé, mm này. Rồi. Ta mở phần mềm Sino 5 lên. Các bạn chuột phải, file import. Phần thư mục vừa lưu. Quên mình lưu cái gì ở đây nào. Sino thì có đang cái nền này, các bạn có thể đổi cái nền khác, cái đường nét này, cái nét line của cái nãy mình xuất file ra nữa. Và nhớ ấn F4 nhá, F4 để nhìn về hướng 3D. À, F1 là hướng nhìn thẳng, F2 hướng nhìn ngang, F3 hướng nhìn đầu, F4 hướng 3D. Đây chuột phải xoay này. Và mình ví dụ mình cho cái khối vuông này thành khối nhé. Offset trên này, lại O, F. Đường các bạn bo vào để giữ khối là nhiều, ví dụ như mình lấy là 40 nha, tỷ lệ là mili nên là 40 nha, 4 phân thì 40 nha. Tắt cái cây đi đã. 40 nha. Các bạn nhấn vào đây. Trong cái này đến thì lấy cái chiều cao của khối. Ví dụ cho phao 6 phân. Thì ấn 60. Giữ ship. Giữ ship này. Giữ hai nét này. Trên dòng lệnh này bạn ấn chữ L O Enter. Enter này. Nó đã tạo khối cho mình. Trên cái bề mặt của nó đấy. Các bạn chữ PL để đóng bề mặt xung phê lại. Enter. Rồi. Xong các bạn giữ shift. Ấn bề mặt vừa tạo này. Ấn thành khối này. Khi mà này zone này vào để cho nó liên kết lại hai cái nó vào nhau này. Xóa cái nét đen vừa nãy đi này. Các bạn vào lệnh đối xứng, các bạn vào đây, nó có lệnh tắt đấy, mình chưa cài nhé. Các bạn vào cái biểu tượng này, các bạn đưa trỏ chuột xuống dưới, giữ ship. Giữ ship được mà không giữ ship là nó tự bắt điểm vào đây. Xong là chuột phải, các bạn quét tiếp này. Đối xứng nó lên này, ở đây 2, các bạn quét 2, chết, làm nhanh quá, 2 này, đây 1, các bạn lên 1, xong tất cả các bạn dính chuột và rút nó lại nhé, Ctrl G. Và mấy cái nét vừa tạo đi này, chuyển vào, các bạn lại vẫn vào tiếp cái lệnh đối xứng này nữa nhé, đưa vào góc này,
cái mắt này để mình xóa cái này đi. Quay lại cho mình nhé, 90 độ này. Để cho cái lệnh bắt điểm này. Đấy, nó tự bắt đầu đó. Mình đã có những cái khối này. Đây nữa. Các bạn có hết đây là mấy cái khối này, có thể là sau này nào. Mình cho đèn hình ảnh đấy, hộp đèn hình ảnh nhá. Các bạn lên cho mình độ cao bao nhiêu tùy ý nhá. À, mình đây mình cho lên 40. Ok. Các bạn lấy ship. Chọn mấy đường ngoài này, các bạn chọn con C, cần chọn V, biết luôn các bạn là dí tiếp đây. Khi các bạn muốn cho nó xuống, các bạn ấn âm này, trả lại vị trí vào mặt nền nhé, âm trừ đấy, trừ 40. Rồi, các bạn tạo ra hai đường, các bạn là giữ hai nét, đưa dòng lệnh ho lo tiếp tục vậy, các bạn chuột bài không cần phải đưa vào lệnh nữa, nó đang ở chế độ đấy, chuột bài nó thì cũng có nhiều cách làm lắm. Đây mình hướng dẫn cách này thì để cho các bạn chưa biết thì dễ hình dung hơn. Bản chuyên sâu thì nó có nhiều lệnh, nó tính năng nó khác các bạn nhé. Xong hình này, đóng cái bề mặt của khối, bạn giữ hình trong hình ngoài này, đưa dòng lệnh npl cho mình, enter, rồi ok, tiếp đến những cái này, rồi giữ hai đường, các bạn ấn chuột phải vì nó vẫn còn đang nằm trong cái vòng lệnh đấy mà, chết, mình ấn nhầm. Các bạn xóa mấy đường này đi, mấy đường không liên quan này đi, chốc nó lộ. Giữ bề mặt, giữ thành, các bạn zone nó lại. Tương tự bề mặt giữ thành, zone nó lại. Bề mặt giữ thành này. Cái file nó lúc mình xuất Corel ra, cái file mình làm nó bị lỗi một tí nên nó bị này nhá. Còn đường M này, đường ấy này, các bạn cần xem gờ và rút lại, quay lại F1, các bạn xóa mấy cái đường đi. Để mình làm lại chút nhé. Đen nhé, cũng xóa như bình thường như trong Corel, xóa đi. Cần chân vào lại cho mình, và rút lại cho mình. Đây là khổ nhé. Còn về chữ, các bạn dùng lệnh etchut, et đấy. Mình chưa mà định lệnh nên là mình chỉ luôn đây nhé. Etchut này. Các bạn ấn vào biểu tượng này,
chút đi nhé. Khi nó lên thế này rồi các bạn ấn S để đóng bề mặt chữ lại. S này, gõ lên trên dòng lệnh này nhé. S này, các bạn ấn Enter. Tiếp đó các bạn nhập thông số của chiều cao chữ, mình lấy là 60. Các bạn nhìn thông số trên nhé, 60 này. Ok, như vậy là ta đã dựng hộp của khối này nhé, của chữ nhé, chân chữ này. Do cái chân chữ lúc mà xuất QGL nó bị lỗi cái gì ấy, nên nó thế này nhưng nó không ảnh hưởng gì. Tương tự, chữ này cũng thế. Đưa lên, các bạn đóng bề mặt cho mình. Hết gì, Enter này. Nhập thông số kích thước, giờ này mình lấy 30. Cao 3 phân. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gom những cái chữ này để chúng ta đổi màu cho chữ nhé. Rồi, các bạn Ctrl G. Chết rồi. Ctrl G này. Căn dương vào cho mình này. Mình xóa mấy cái nét này đi. Rồi. Tiếp đó các bạn nhấn vào chữ nào này. Dưới cái lòng dòng đẹp phơn. Mình tạo thêm mấy cái layer nữa. Các bạn nhấn vào New Layer nhé. Tạo lớp này. Tìm vào default này, các bạn tạo cho nó một layer này, dù mình lấy layer 01, các bạn ấn vào khu vực chữ này nhé, đó, ở bên này layer 01, các bạn kích chuột để đổi tên này, mình lấy chữ Hoàng Trung, Hoàng Trung, rồi, các bạn ấn vào ô tròn nhé, nó lên ở mục này, các bạn chọn màu. Các bạn chọn màu gì thì tùy ý nhé. Xanh đỏ tím vàng gì này. Đấy. Tiếp theo chữ mobile nhé. Các bạn là cũng nhấn vào default. Các bạn chuyển xuống layer 2. Hoặc cái nào thì tùy. Ấn đúng sang này. Thì mình chọn layer 2. Mình nhấn layer 2. Nhấn chữ mobile. Đánh dấu ở đây để mình quản lý từng vùng từng chữ một. Các bạn đến đây đổi màu này. Ví dụ mình lấy màu vàng. Ok. Tiếp đó đến khối. Các bạn cũng vừa rút ạ. Trên chân giờ lại. Lại vào mình lại đánh. Vòng 21 này vào. Các bạn lại vào default. Lại chọn vùng. Layer này mình ghi là khối. Trong cái khối này của mình thì các bạn cũng ghi vào, chuyển sang cho nó thành khối màu đen hoặc màu gì tùy nhá. Khối màu đen này nó hơi khó nhìn, mình cứ lấy một màu ví dụ đi, mình lấy cho nó là màu xanh này đi. Tiếp đến các khối hộp đèn. Mình cũng chọn cho nó màu xanh nhé đi. Cho nó phân biệt riêng đi. Mình chọn khối màu khác đi.
Thì một bạn có thể chọn màu đen được. Trong quá trình chúng ta đã chạm chữ này. Bây giờ đến nền. Bạn ấn Ctrl P. Quên quên xin lỗi, không phải Ctrl P là PL. Các hình nền. Ví dụ mình chọn nền này. Mình chọn nền biển này. Có thể đây ta chọn cho nó nền màu nâu đi. Nâu lát ta đổi xuống màu đỏ kia lại. Ta đổi cái chữ này thành màu trắng đi. Cho nó dễ nhìn. Mình ấn nhầm layer này, mình đổi màu nhầm. Ta chọn trên này màu trắng nha. Ví dụ ta đóng màu mặt trên phây này. Các bạn vào mục render tool này. Bạn vào hình này, các bạn nhấn dấu cộng cho mình, tìm đến chỗ chứa ảnh vừa nãy nhé. Nãy mình lưu 5 tấm. Nó đang bị ngược thế nhé. Xoay này, mình chẳng đánh được. Mình cứ lấy ví dụ vậy đi. Chẳng đánh được độ xoay ngược lại này. Sao nó lại phanh ngược hết. Mình cứ hình dung vậy thôi nhé. Cái khối thì mình cho alluvium vàng. Các bạn vào đây cho mình này. Nhìn trên này nhé. Sân phây này. Các bạn vào đây. Trong này nó có
mấy loại alu nhé, mấy loại nhìn món. À, đây là mũi tên xuống này, vàng gươm này, màu trắng này, dùng nhiều lắm. Để mình lấy vàng gươm này đi. Chết, quên rồi. Các bạn không được tắt nhé, mình quên cái tắt. Nháy vào khối, nháy vào khối này. Ờ, hình như mình để nó đâu rồi ấy. Chờ một chút xem. Mình ấn cái gì ạ? Rồi. Thì mình muốn cho bên ngoài nó có một cái khung đi, nó offset này. Bo ra tầm tầm 20 200, hơi to. Cái đường bo này thì bên ngoài thì đây là kích thước ban đầu thì các bạn ấy biết rồi nhé. Đây mình cứ lấy ví dụ thôi. Các bạn giữ hai đường, các bạn Ctrl C, Ctrl V. Các bạn đẩy nó lên, ví dụ như mình đẩy lên đây là 10 phân. À, đây là 100 này. Và các bạn không cần đẩy lạnh được. Các bạn giữ đây, giữ lên. Các bạn vào lệnh E chút nhé, cho nó nhanh. Thì không cần phải copy nữa. E chút này. Các bạn đóng bề mặt này. Hét đóng bề mặt với này. Độ cao này của mình là lấy 10 phân 100 này. Ok, mình sẽ chuyển viền thành màu nâu nhé. Thì mình sẽ đè lên đây nó xem là nó là nền biển. Để mình thay cái màu khác để cho nó dễ nhìn đi. Mình lấy nốt alu gươm vàng đi. Sáng này. Alu vàng này. Màu sắc hơi lẹt lẹt tí nha. Đây là mình lấy để cho các bạn dễ hình dung thôi. Cái hộp đen này vậy này, màu đen này nó hơi tối. Nó tối quá thì mình chuyển lên màu vàng nhé. Mình chuyển nó sang thành màu vàng. Nó ở trong cái màu đen mình đâu rồi, khối đấy nó ở trong cái khối hộp đen này. Bạn đổ lại cho mình cần chuyển nó thành nốt màu vàng đi để cho dễ nhìn đã nhé. Đó. Các bạn dựng nó lên, các bạn ấn F2 này, F3 đi, 90 độ này, cho nó thực tế nó dễ nhìn hơn. Các bạn muốn xem thì các bạn set view này, và biểu tượng xoay này, xoay nhanh này, xoay chậm này, xoay ngược này.
hơi nhanh. Là chúng ta đã hoàn thành. Các bạn cứ tập những thao tác như này đi cho nó quen tay đi. Tắt đi. Các chức năng của phím thì đây, tại mình vừa xoay lại rồi nên là nó hình này, F1, F2, F3 và F4. Nhờ các bạn nghiên cứu tiếp nhé.